Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ tư, ngày 10 tháng 1 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới trong xuống giảm nhẹ, đứng quanh vùng giá 2030 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng, giao dịch ở mức 102,5 điểm. Đối thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin quay đầu giảm, giao dịch ở mức 46.090 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng quay đầu suy giảm, giao dịch ở mức 4,08% trên một năm. Còn đối thị trường năng lượng, giá dầu thô giảm nhẹ, giao dịch ở mức 72,14 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới vẫn được đánh giá nằm trong xu hướng tăng dài hạn và cú điều chỉnh giảm gần đây là một hiện tượng bình thường sau khi mặt hàng kim loại quý này tăng mạnh vào cuối năm 2023. Vàng chịu áp lực chốt lời trong những ngày đầu năm mới 2024, chủ yếu do đồng bạc xanh hồi phục trở lại với những tín hiệu cục dự trữ liên bang Mỹ Fed chưa sớm cắt giảm lãi suất. Thị trường lao động của Mỹ vẫn khá tích cực, nó khiến nhiều người lo ngại Fed có thể chưa nới lỏng chính sách tiền tệ trong cuộc họp tháng 3 mà có thể trì hoãn sang tháng 5. Về mặt xu hướng của giá vàng, dù vậy xu hướng Fed cắt giảm lãi suất là không tránh khỏi, đồng bạc xanh tất yếu sẽ giảm và vàng sẽ hưởng lợi. Vàng còn được hỗ trợ bởi những bất ổn gia tăng tại khu vực Biển Đỏ và giá dầu hồi phục. Mặt hàng kim loại quý cũng được dự báo sẽ diễn biến tích cực sau thông tin Trung Quốc có thể nới lỏng chính sách tiền tệ. Vào hôm 8 tháng 1, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PBOC cho biết cơ quan này có thể hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc để thúc đẩy cho vay và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Hơn thế, PBOC cũng có thể sẽ cắt giảm lãi suất trong những tháng tới. BC Research của Canada gần đây dự báo giá vàng sẽ lên 2.200 đô la Mỹ trên ounce, tương đương 65,7 triệu đồng trên lượng trong năm 2024. Do vàng vẫn là một kênh phòng ngừa rủi ro quan trọng trước lạm phát và các nguy cơ trên thị trường tài chính, giới đầu tư hiện tại đang chờ đợi số liệu lạm phát trong tháng 12 của Mỹ. Nếu lạm phát tiếp tục giảm, nhiều khả năng Fed sẽ sớm giảm lãi suất, qua đó đẩy giá vàng đi lên. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Gần đây, bắt đầu có những dự báo cho thấy giá vàng có đợt điều chỉnh mạnh trong những ngày tới và có thể sẽ rơi về vùng giá 65 triệu đồng trên lượng. Nếu thế, tức là chỉ chưa đầy một tháng vàng sẽ giảm mạnh tới 15 triệu đồng trên lượng. Đồng nghĩa những ai đã chót lao vào vàng, ôm vàng lúc giá lên đỉnh 80 triệu đồng trên lượng sẽ phải khóc ròng vì không làm gì cũng mất đi cả trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng vì vàng, thay vì giấc mơ giàu lên nhanh chóng khi mà giá vàng được bốc đồng, dự đoán lên tới 90 triệu đồng trên lượng. Đối với nhà đầu tư thua lỗ thì vàng bỗng trở nên ám ảnh. Thị trường vàng lúc này cũng đang chờ động thái tiếp theo của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cung vàng miếng SJC hoặc có những hành động cởi trói khác cho Nghị định 24 trong thời gian tới. Các chuyên gia kỳ vọng nếu Ngân hàng Nhà nước cho nhập và đấu thầu vàng trong năm 2024, giá vàng miếng trong nước sẽ hoàn toàn có căn cứ để giảm về dưới mốc 65 triệu đồng trên lượng. Và như vậy, mũi tên điều hành sẽ cùng một lúc trúng hai đích, vừa kéo giá vàng xuống để ổn định thị trường vàng, tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu mua bán và thu chênh lệch về cho ngân sách nhà nước sau đấu thầu nếu có. Vàng từ bao đời nay không chỉ người Việt mà nhiều quốc gia thuộc khu vực châu Á ưa chuộng, vừa như một loại trang sức vừa là tài sản có giá nhằm cất trữ. Sức sống của vàng với cả thế giới, các nền kinh tế lớn cũng không thể phủ nhận mỗi khi có chiến tranh, suy thoái kinh tế, kim loại quý này đều là nơi trú ẩn. Khi nhu cầu là có thật, thiết nghĩ không nên hạn chế quá gắt bằng mệnh lệnh đóng cửa nhập vàng, mà quan trọng là chúng ta phải kiểm soát cung cầu thị trường một cách chủ động. Có vậy mới tránh được những cơn lên đồng làm giá, và nữa là tránh cho các nhà đầu tư cũng như là người dân khỏi cay đắng khi dính bẫy đánh lên đánh xuống của thị trường đi kèm vị mặn chát thua lỗ của vàng. Quay trở lại với bảng giá vàng trong nước, như quý vị và các bạn đang theo dõi trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC trong nước kết thúc ngày hôm qua bằng một phiên tăng mạnh. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 71,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 74,52 triệu đồng trên lượng, tăng 500.000 đồng trên một lượng cả chiều vào và chiều bán ra. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 71,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 74,50 triệu đồng trên lượng, tăng 500.000 đồng trên một lượng cả chiều vào và chiều bán. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, mua vào mức 72 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 74,70 triệu đồng trên lượng, tăng 500.000 đồng trên một lượng cả chiều vào và chiều bán ra.
Với mặt hàng vàng nhận bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, mua vào mức 61,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 62,95 triệu đồng trên lượng. Mức giá này áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, với giá nhận bộ số 9 loại từ 0,3 đến nửa chỉ, mua vào mức 61,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 63,05 triệu đồng trên một lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm đầu giờ sáng ngày hôm nay, ngân hàng nhà nước chưa có thay đổi, niêm yết ở mức 23.931 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ các hàng thương mại sau khi tăng 10 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra trong phiên cuối ngày hôm qua thì đến thời điểm này tạm thời cũng không có thay đổi về giá. Mua vào mức 24.155 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.525 đồng trên một đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, mua vào mức 24.730 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.830 đồng trên đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.150.000, bán ra 7.450.000, tăng 500.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Hay là tăng 50.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 3 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.150.000, bán ra 7.452.000, tăng 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNC Hồ Chí Minh và PNC Hà Nội mua vào 7.200.000, bán ra 7.470.000, tăng 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.145.000, bán ra 7.445.000, tăng 45.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 7.160.000, bán ra 7.440.000, tăng 45.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.165.000, bán ra 7.440.000, tăng 45.000 ở chiều mua, tăng 50.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 7.250.000, bán ra 7.400.000, tăng 120.000 ở chiều mua, tăng 70.000 ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.100.000, bán ra 7.400.000. Ngân hàng TP Gold mua vào 7.145.000, bán ra 7.445.000, tăng 45.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.150.000, bán ra 7.452.000, tăng 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác hiện tại vẫn duy trì đà tăng mạnh, tăng 500.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 50.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 3 triệu đến 3 triệu 060.000 đồng trên một lượng. Thời điểm này đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.150.000, bán ra 7.452.000. SJC Huế mua vào 7.147.000, bán ra 7.452.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.150.000, bán ra 7.450.000. SJC Bạc Liêu mua vào 7.150.000, bán ra 7.452.000. SJC Phan Rang, Hạ Long, Quảng Nam mua vào 7.148.000, bán ra 7.452.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này không có điều chỉnh về giá và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 6.190.000, bán ra 6.295.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 6.190.000, bán ra 6.305.000. Vàng 4 số 9 mua vào 6.180.000, bán ra 6.265.000. Vàng 24K mua vào 6.073.000, bán ra 6.203.000. Vàng 18K mua vào 4.514.2.000, bán ra 4.714.2.000. Vàng 14K mua vào 3.467.9.000, bán ra 3.667.9.000. Vàng 10K mua vào 2.427.8.000, bán ra 2.627.8.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.